Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể đổi màu trực tiếp từ cái màu RGB sang cái hệ màu CMYK trực tiếp ở trong Illustrator, các cái dạng vector các bạn nhé, không phải dạng ảnh mà là dạng vector. Đổi trực tiếp ở cái dạng này nó sẽ khác gì so với cái việc là cái video lần trước. Mình sẽ lấy ví dụ đây là hệ RGB, các bạn sẽ nhìn thấy là hệ RGB. Mình sẽ lấy cái hình ảnh ông thần tài, gần Tết rồi, chúng ta đang làm về những cái sản phẩm chúc mừng năm mới, nên là mình sẽ lấy hình ảnh ông thần tài làm ví dụ nhá. Đó, mình sẽ copy, đây là hệ RGB, mình chuyển sang hệ CMYK, các bạn nhìn chữ CMYK này. Khi mà chuyển sang thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái màu sắc của chúng ta nó bị nhợt nhạt đi rất là nhiều, đặc biệt là những cái chỗ mà liên quan đến cái phần chúng ta đánh sáng tối, đậm nhạt của cái màu sắc đó nó sẽ bị không ăn nhập, kiểu là như vậy. Cái mà rõ nhất các bạn nhìn chính là cái phần ở trước ngực của cái ông thần tài. Các bạn click chuột vào đây, sử dụng cái công cụ là Direct Selection này, phím tắt là A nhé, dùng phím tắt cho nhanh. Chọn nó này, sau đấy là chúng ta sẽ vào cái bảng Gradient. Và các bạn sẽ quan sát cái phần màu sắc mà làm cho cái ánh sáng này nó không ăn nhập, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần điểm màu đen, cái phần viền bên ngoài, đúng không các bạn? Các bạn hãy để cho mình là opacity là bằng 0, enter. Đó, thì chúng ta sẽ mất đi những cái phần G của cái màu sắc chuyển từ màu trắng sang màu đỏ đó. Tiếp tục, đây mình sẽ zoom lớn lên. Đấy, cái phần bên dưới cũng tương tự như vậy. Cái màu đen này mình cũng để là 0%. Đó. Tiếp theo là cái phần viền trắng ở trên cái viên ngọc này. Cái gốc của nó thì các bạn nhìn đây này. Đấy, nó phải mượt nhá, nó phải cái màu nó đi chỗ sáng tối nó sẽ rất là mượt nhau, nhưng mà cái của mình ở bên CMYK nhìn cái là biết luôn đang bị lỗi hệ màu. Vậy thì cái phần trắng này mình sẽ xử lý như thế nào? Các bạn sẽ chọn cái phần màu ở bên ngoài này, sau đấy là các bạn sẽ để là opacity là 0%. Đó, thì nó sẽ mượt thôi. Tại vì sao mình lại để là 0? Các bạn nhìn này, nó tán từ một cái điểm màu rất là nhỏ bên trong. Hiện tại nó là một cái màu cam nhạt và bên ngoài nó sẽ là một cái màu xanh. Màu xanh đấy nó sẽ tương đồng với cả cái màu nền á, nhưng mà vì đổi hệ màu nên thành ra bị lỗi. Tiếp theo là đến cái phần cái màu ở trên cái cánh tay của ông này cũng thế, mình cũng để là 0 thôi. Các bạn nhìn tổng thể thì cái phần màu sắc nó đang bị mờ nhạt, nó không có cái sự tương phản, đúng không? Giống như là trên cái hệ RGB, nhìn màu ở trên hệ RGB quá là đẹp, đúng không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ làm như sau này, mình sẽ chọn tất cả. Đó, sau các bạn vào cái phần Recolor Artwork giúp mình. Các bạn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái phần điểm, các cái phần điểm màu của chúng ta là nó có rất là nhiều điểm màu. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa, tức là chúng ta tăng cái độ tương phản của nó lên bằng cách nào? Bây giờ nhá, các bạn sẽ nhìn cho mình cái điểm màu lớn nhất, mình sẽ kéo nó ra sát cái viền bên ngoài của bánh xe màu. Sau đó là cái phần saturation này, các bạn tăng lên cho mình một chút để cái màu của nó sẽ tươi sáng hơn các bạn ạ. Và mình biết chắc chắn rằng là cái cách này nó không thể nào mà làm cho giống ở cái hệ RGB 100% được, nhưng mà nó cải thiện cho các bạn rất là nhiều. Ví dụ như là những các cái file thiết kế mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng vector, đúng không? Ví dụ in bạt khổ lớn hoặc cắt CNC thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải để dưới dạng là vector, nên là cái việc mà chúng ta xử lý màu sắc ở trên đúng cái hệ CMYK dạng vector là cũng rất là quan trọng. Ví dụ những cái file thiết kế ở trên web của bên mình ạ, bên mình có ghi là hệ CMYK thì cái file này chính xác nó sẽ đúng ở cái hệ CMYK luôn các bạn ạ. Đây này, vector 100% vector ở hệ CMYK, độ phân giải là bao nhiêu, kích thước rất là chi tiết. Khi mà các bạn vào đây các bạn xem ạ, các bạn sẽ thấy là tại sao bên mình để ở cái hệ CMYK mà cái màu sắc nó vẫn tươi sáng và vẫn đẹp được như vậy, là do bên mình biết tinh chỉnh. Tinh chỉnh thực ra là nó chỉ là một cái kỹ năng rất là nhỏ thôi, nhưng mà bên mình chỉ từng file một rất là kỹ, nên là cái việc mà in ra nhìn cái thiết kế của chúng ta, nhìn nó cái màu sắc nó rất là tươi sáng, nó đủ cái độ chín của màu các bạn, nó không bị nhợt nhạt quá mà nó cũng không bị là quá là đậm. Đây, tất cả những các cái file này các bạn nhìn ở hệ RGB thế thôi nhưng mà rất là sáng, đúng không? Nên là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể tận dụng những các cái file RGB nhưng mà cái vector của nó rất là đẹp, thì chúng ta có thể là chuyển sang hệ CMYK trực tiếp ở trên Illustrator. Các bạn để ý, khi mà vào đây các bạn để ý là các bạn sẽ thấy những cái chi tiết như vậy.
Và một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các cái phần đúng sáng. Đây là một cái mà các bạn rất là hay gặp. Bây giờ mình đang để ở hệ RGB, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái hệ CMYK các bạn nhìn này. Đây, chuyển sang hệ CMYK. Các bạn nhìn thấy không? Cái đúng sáng của chúng ta nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị giống như là các hạt nó còn ở cái độ nguyên ạ, nó chưa có tán màu ra. Vậy thì chúng ta làm như nào? Chúng ta sẽ chọn một cái điểm. Sau đấy là các bạn sẽ select này, same này. Chọn những các cái màu nền nó giống nhau. Và thông thường khi người ta tạo ra một cái màu sắc là người ta sẽ tạo ra các cái điểm màu, cái gradient là giống nhau và nó chỉ khác nhau ở cái phần opacity thôi. Có cái thì là đậm, có cái thì nhạt, có cái thì bị blur đi. Các bạn chọn này, sau đấy là các bạn vào cho mình cái phần gradient. Ở đây nhá, cái phần tâm của nó là nó tản từ màu vàng rất là nhạt thôi, sau đấy là màu cam đúng không? Bây giờ cuối cùng là màu đen. Kích đúp vào cái phần màu đen này, các bạn sẽ nhìn thấy tỷ lệ màu sắc ở đây. Rồi, các bạn để cho mình opacity là bằng 0. Rồi, các bạn thấy không? Cái điểm của chúng ta nó không còn bị làm sao, nó không còn bị gờ như vừa nãy nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tản cái màu này ra bằng cách là các bạn điều chỉnh một điểm đó. Và cái này thì các bạn cũng làm tương tự, nó chỉ khác nhau ở cái phần màu sáng hơn là không còn là màu vàng, màu cam nữa mà là cam đỏ. Chọn này, sau đấy là select này, same này, fill color cũng làm tương tự các bạn nhé. Cái phần màu đen là cái phần viền bên ngoài, chúng ta phải xác định cái phần viền ở bên ngoài nó là cái điểm màu nào. Sau đấy là để cái opacity là bằng 0. Không giúp mình. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tán cái màu này ra. Đó, đậm hơn hay nhạt hơn. Chúng ta sẽ kéo các cái thanh màu này. Rồi. Và các bạn thấy không? Cái điểm sáng của chúng ta nó không còn bị như là vừa nãy nữa. Sau khi chúng ta điều chỉnh là chúng ta sẽ thấy là nó cũng khá là ok rồi. Và nếu như mà các bạn muốn cái màu nó rực rỡ hơn chẳng hạn, hay là nó đậm nhạt hơn gì đó thì chúng ta lại chọn. Sau đấy là chúng ta lại vào cái gì ạ? Vào Recolor Artwork. Vào đây á, các bạn có thể điều chỉnh để sao cho cái màu của các bạn có thể đậm hơn hay là nhạt hơn đúng không? Sáng hơn hay là tối hơn đều ok hết. Đó, các bạn chỉ cần điều chỉnh ở đây hoặc thậm chí là cái màu sáng của nó không thể là cái màu vàng rồi đến cam đỏ nữa, chuyển hẳn sang cái màu sáng khác đi, màu xanh đi, sáng xanh đi đúng không, cũng được, hoặc là sáng cái kiểu sáng màu tím, xanh tím này. Còn nếu mà không thì reset lại. Rồi, ok, nó không có gì là quá khó hiểu đúng không các bạn? Nếu mà được thì các bạn có thể vào web olimstore.net của bên mình, các bạn mua file ủng hộ bên mình nhá. Bên mình đã up rất là nhiều file về cái chủ đề là Giáng sinh này, Tết này và dạng là các cái mẫu voucher. Nói chung là cuối năm thì chúng ta sẽ quảng cáo khá là nhiều. Rồi, và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.